Đà Lạt xứ ngàn hoa, nhưng có lẽ từ xưa đến nay chẳng ai đếm được số loài hoa có mặt ở Đà Lạt. Sắc hoa hiện diện ở khắp nơi, trải dài dọc các tuyến phố, tiếp nối qua những công viên trong vườn nhà, bên trong những nhà kính với nhiều chủng loại thu hút người yêu hoa. Nhiều hoa tươi rồi các giống hoa hầu như là đều có thể tập trung ở Đà Lạt. Cái này có vẻ lạ, cái này đủ màu hết trơn, lạ hơn. Ngoài những loài hoa truyền thống như hồng cúc hay những loài hoa đến hẹn lại lên như mai anh đào, dạ quỳ, người trồng hoa Đà Lạt luôn biết cách làm mới mình với nhiều giống hoa mới, dẫu biết rằng thành công đôi lúc chỉ là 50%. Trước mặt mình đây đó là giống hoa hạnh phúc nhập khẩu từ Hà Lan. Loại thứ hai là Huệ Tây, giống hoa kép có nhiều cánh. Giống ly lửa này mình bắt đầu thử nghiệm từ năm ngoái. Khi nó nở nó bùng lên như mấy ngọn lửa. Nhập về và thử nghiệm trồng, sau đó lại đưa ra ngoài đó để thị trường họ đánh giá. Hoa là cây đẹp, hoa là thời trang. Mà rõ ràng thời trang thì phải làm mới. Và rồi hoa được đưa lên sàn diễn. Đó có thể là một góc nhỏ giới thiệu giống hoa mới đến du khách, hay là những công viên thoáng đãng hơn, thu hút sự chú ý của nhiều du khách hơn. Mỗi lần đến Đà Lạt thì em đều thấy cái không khí khác và các loài hoa khác thì để kiểu cảm giác là nó cũng thú vị. Hoa từ vùng rừng nhiệt đới cho đến vùng lạnh giá phương Tây cũng dần có mặt ở Đà Lạt. Thị trường hoa sôi động, có sức hút, trở thành điểm hẹn của người yêu hoa khắp cả nước, thôi thúc các nhà vườn mỗi năm thiết kế thêm nhiều giống hoa mới lạ, phục vụ nhu cầu thưởng lãm của du khách.